mấy anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Xin chào. Trước tiên mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng thái thành. Hôm nay hai anh em thi nhau bánh mì ha. Dạ. Thì mình có chuẩn bị 30 ổ mì Thu Linh làm pháo lấu. Đó. Chung là ổ nào cũng như thế thôi. Anh em dồn, mình không có, mình đã giờ mình bận việc, anh em tự anh em dồn. Mình điểm coi. 2 4 6 8 9 10 12 4 15 Rồi. Đây rồi ạ. 3 6 9 10. Ủa sao ra 16? Chắc cho thêm gì đó anh ơi. 16. Kỳ ta. 2 4 6 8 10 14 15. Ủa sao 16 ổ ta? Đứa bạn là các bạn nhiều ổ không? Bỏ vô 5 đi. Để đếm được không? Đếm rồi được rồi. 8 9 10 1 2 3 14 14 không? Xin chúc là thất bại hết nha. Đó. Sao ai đâu cho thêm? Tao bán là có vụ cho thêm rồi. Trừ khi chính xác cho bạn 15 16 chứ lại đi. Sao bạn nghiệm hoài vậy? 4 5 6 7 8 9 10 1 4, 15. Đủ rồi. À, đủ rồi, là không? À. Bây giờ hôm nay mình biết á là thường á là Thái ăn nhanh hơn Thành. Thì Thành ăn chậm hơn. Thì sức chứa mình biết hai anh em mà ngang nhau. Hôm nay ăn tiết bụng nha. Yeah. Chứ mà nói là ăn tốc độ thì Thành thua chắc khỏi thi. Đúng không Thành? Đúng rồi. Bây giờ hai cho hai anh em dễ thở cái nữa. Hôm nay ấm mì khó nuốt. Nước chủ cũng thả ra ha. Nhưng mà quan trọng uống nước nhiều là chứ không được nhiều đó. Quan trọng đó. Thắng được 2 triệu ha. Dạ. Xong đại diện hai anh em tổng mời cô bác anh chị các bạn dùng bánh mì với hai anh em mình. Dạ xin mời. 1 2 3. Hai bạn cứ uống nước đây mình chăm cho. Mình nhắc khéo hai bạn cái là cũng nên tận dụng cũng vừa vừa thôi nha. Uống nhiều là no là ăn bánh mì không được nhiều á.
Thank you.
Thank you.
mình để dự trữ coi như là trừ hao luôn, một người 15 ổ, không ngờ luôn. Hôm nay tính bụng nó rất là khó. Thấy lúc này cũng lên đâu à. Thường thường không thể nào mà chứa nổi 15 ổ. Mình cứ nghĩ là anh em ăn không hết 15 ổ. Hôm nay mình tính sai lầm à. Mà cụ Phi tính bụng thì lúc nào anh em ăn mà cảm giác no thì quyền ngưng. Nhưng mà anh em ăn quá hay. Ngồi chờ thầm chút nữa thấy. Lý do hôm nay mình tưởng cái cuộc chơi này là tính bụng, nó ra mình không cho ngưng được, tại vì Thành còn đương ăn. Khi nào Thành đầu hàng mới Thái mới thắng được, anh Thái đồng ý không? Tại vì mình tính bụng mà, chứ không phải thi tốc độ đâu. Cái số lượng thì mình tính dự trữ là anh em ăn không hết, cuối cùng anh Thái ăn hết rồi. Thành khi nào mà ăn không nổi thì giơ cờ ở Thành. Còn mà Thành ăn hết, Thành còn 3 rưỡi nữa. Mà Thành ăn hết 3 rưỡi là tiền hai anh em chia hai, tức là không có người thắng, hòa thôi. Mình biết là Thành ăn tốc độ không bằng Thái, nên hôm nay mình để cho hai anh em ăn tính bụng. Mà không ngờ Thái ăn hết 15 ổ luôn. Thường mình thi cho anh em thi là 10 ổ à. Hôm nay mình không nghĩ là anh em ăn hết, cùng Thái ăn hết luôn. Thành đã bỏ tay. Khó ngồi chơi chú em. Thấy ăn bổ động một ổ là 2 phút, 15 ổ 30 phút, quá hay. Khi nào cảm giác đo ngưng, có quyền ngưng nha bạn. Hả? Mình chịu thua đi chứ hiện giờ nếu mà ăn hết 3 ổ này cỡ 10 phút nữa anh em đại tội nghiệp. Dạ, ok. Đó tùy bạn thôi. 3 ổ là 10 phút nữa, không phải tội nghiệp Thái ngồi đợi mà mình đây mình thấy cũng tội nghiệp cô bác chị bạn nè. Bạn chậm quá tập ăn lẹ lên bạn ơi. Ok, phần thưởng của Thái thấy. Dạ. Có nhà tình nguyện đầu hàng phải không? Tình nguyện đầu hàng. Cái này chưa gọi là thua đúng không? Còn ăn được phải không? Còn ăn được mà. Ăn mà khoảng 10 phút nữa hả? 10 phút nữa thì hơi bó tay. Nó tới gà, quay clip tới gần 50 phút. Mấy anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Xin chào và bye bye.